Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ đã làm việc với Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ về tình hình hoạt động của Hiệp hội và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đại diện các hiệp hội và các doanh nghiệp đã nêu một số khó khăn về khả năng tiếp cận vốn, thủ tục hành chính, đơn hàng sụt giảm. Mặt bằng lãi suất cho vay dù đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Lãnh đạo các bộ Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng đã chia sẻ những chính sách cụ thể có tác động đến hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là vấn đề tiếp cận vốn, thủ tục và quy định vay vốn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp về công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và về cải cách thủ tục hành chính. Thủ tướng khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn chia sẻ với những khó khăn, thách thức của doanh nghiệp và người dân. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện các chính sách, giải pháp để hỗ trợ tiếp sức cho đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Thủ tướng yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tăng cường vai trò làm cầu nối, vận động chính sách, duy trì đối thoại với Chính phủ và quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước, nước ngoài về xây dựng pháp luật và chính sách điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường tính liên kết giữa các hiệp hội thành viên, các doanh nghiệp hội viên, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hợp tác cùng phát triển. Cùng với đó là chủ động nghiên cứu, đánh giá thách thức, thời cơ, xu hướng kinh doanh, xu hướng thị trường mới, đặc biệt là các yêu cầu về kinh doanh bền vững, kinh doanh xanh, kịp thời chia sẻ, hướng dẫn và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp hội viên và ngành hàng. Về đề xuất kiến nghị của hiệp hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển, coi việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Ngân hàng Nhà nước cần hạ lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp tục cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện thể chế cho cán bộ yên tâm làm việc. Về vướng mắc về pháp lý, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan chung tay cùng tháo gỡ cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cần quan tâm chia sẻ nhiều hơn về các khó khăn cho doanh nghiệp, đặt địa vị của người này và người khác, tiếp tục xây dựng các gói kích cầu. Đặc biệt về phía doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng cho rằng cần nâng cao năng lực, phẩm chất, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực lãnh đạo, quản lý, quản trị doanh nghiệp, cũng như phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân đủ tài, đủ tâm, đủ tầm. Chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với phát triển theo kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng và nâng cao thương hiệu. Đẩy mạnh tìm hiểu, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Đồng thời cũng cần bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người lao động, tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Nicolas Guarneri trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thủ tướng chúc mừng đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác thành công tốt đẹp tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài đại sứ cũng như đại sứ quán Pháp trong việc củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Qua ngài đại sứ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi đến Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Elizabeth Borne, mong được đón Thủ tướng Elizabeth Borne thăm Việt Nam. Thủ tướng cảm ơn phía Pháp đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quý báu trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó giúp Việt Nam 5,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị Pháp nỗ lực ủng hộ, thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU của EC đối với hàng thủy hải sản của Việt Nam, tiếp tục quan tâm, cam kết vốn ODA, vốn vay ưu đãi để hỗ trợ Việt Nam. Đại sứ Nicolas Guarneri khẳng định, lãnh đạo cấp cao của Pháp muốn tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam. Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại sứ cho biết sẽ báo cáo và trao đổi với các cơ quan chức năng của Pháp để tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là chính trị, thương mại đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bảo tồn các di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội. Đại sứ khẳng định Pháp ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Chiều ngày 6 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Datin Paduka Malai Hazas Halimas Malai Haji Yusof, tân đại sứ Brunei tại Việt Nam. Thủ tướng chúc mừng tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brunei Darussalam tại Việt Nam, khẳng định phía Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện và hỗ trợ đại sứ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, toàn diện, hiệu quả.
Thủ tướng đề nghị trong nhiệm kỳ của mình, đại sứ tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Brunei tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phối hợp tại các diễn đàn đa phương, thường xuyên rà soát, đôn đốc và triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, phối hợp triển khai hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027, tập trung vào 4 lĩnh vực quan trọng gồm dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm, halal, du lịch và giao lưu nhân dân. Đại sứ Datin Paduka Malai Hazat Halimas Malai Haji Yusof cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn, đánh giá cao sự ủng hộ, hỗ trợ của Việt Nam với các dự án hợp tác của Brunei, khẳng định Brunei coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Chính phủ, tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian tới. Cũng tại cuộc tiếp, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp với các nước ASEAN, duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, thúc đẩy thực hiện DOC, sớm đạt được một COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định. Bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp mặt các đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng gửi tới các bác, các lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng cả nước nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng, lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo và có nhiều chủ trương chính sách ưu đãi đối với thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên. Đời sống của người có công và gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện về vật chất và tinh thần. Thủ tướng khẳng định, dù khó khăn đến mấy, Đảng, Nhà nước cũng ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chế độ, chính sách, tổ chức thực hiện các chính sách chu đáo đầy đủ, góp phần bù đắp một phần những cống hiến, hy sinh, mất mát của người có công. Thủ tướng mong muốn những thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tỉnh Nam Định nói chung, các đại biểu tiêu biểu có mặt ngày hôm nay nói riêng, tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, mãi là những tấm gương sáng tích cực tham gia xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo để đời sống vật chất tinh thần của người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 6 tháng 7, đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam cho biết, theo dự kiến, nhà ga hành khách sân bay Long Thành sẽ được khởi công vào tháng 8 năm 2023. Đây là hạng mục được cho là quan trọng nhất của toàn bộ dự án sân bay Long Thành. Đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, đơn vị chủ đầu tư xây dựng giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành cho biết, tháng 6 vừa qua đã thực hiện mở thầu đối với gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, gói thầu 5.10. Trong tháng 7, ACV sẽ hoàn thành việc chấm thầu, lựa chọn nhà thầu đối với hạng mục này. Dự kiến trong tháng 8, công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành sẽ được khởi công xây dựng, đồng thời các hạng mục đường cất, hạ cánh, sân đổ tàu bay cũng sẽ được khởi công trong tháng 8 và tháng 9 2023. Về công tác giải phóng mặt bằng, đến thời điểm này đối với khu vực 2.532 ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 và dự trữ đất dôi dư, các ngành chức năng huyện Long Thành đã cơ bản hoàn thành toàn bộ tiện ích cho ACV. Đại diện ACV kiến nghị Ủy ban Nhân dân Long Thành sớm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, dự án hai tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành T1, T2. Thưa quý vị, lãi suất cao và sự eo hẹp của dòng vốn tín dụng trong 6 tháng đầu năm đã không tác động đến giá chung cư tại Hà Nội, bao gồm cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Theo khảo sát của CBRE Việt Nam, tại thời điểm cuối quý 2 năm 2023, giá sơ cấp trung bình của thị trường căn hộ chung cư Hà Nội đạt 47,5 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì. Mức giá này tăng 1,6% so với quý trước và 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do tỷ trọng sản phẩm cao cấp tăng lên và chi phí đầu tư xây dựng gia tăng. Trong số các dự án chào bán mới, 52% có giá chào bán trên 47 triệu đồng. Phần còn lại của thị trường, mức giá chào bán
quanh ngưỡng 35 triệu đồng một mét vuông. Ở thị trường thứ cấp, giá bán trung bình đạt khoảng 31 triệu đồng một mét vuông, không tăng so với quý 1 nhưng tăng 3,2% theo năm. Các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hà Đông có giá bán thứ cấp tăng khá cao từ 5 đến 6% trong năm qua. Dự kiến từ nay đến cuối năm, số lượng căn hộ mở bán mới sẽ cải thiện, tuy nhiên phần lớn đến từ các dự án thuộc phân khúc cao cấp ở phía Tây thành phố. Do đó, giá bán sơ cấp trung bình được dự báo sẽ duy trì trong khoảng từ 47 đến 49 triệu đồng một mét vuông. Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với ông Vũ Chí Hữu, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đạ Hoai, văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến đất đai. Ông Vũ Chí Hữu bị khởi tố vì những sai phạm trên lĩnh vực đất đai trong giai đoạn làm giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm. Trong thời gian này, ông Hữu đã cấu kết với ông Tạ Duy Phước là cán bộ phụ trách đo đạc thuộc chi nhánh của đơn vị này để làm sai lệch nhiều hồ sơ đăng ký, tách thửa, biến động trong cấp đổi và cập nhật đường giao thông. Ông Hữu đã nhận hối lộ của một số người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Hôm nay, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đã tổ chức công bố nhận diện thương hiệu mới. Đây là bước đánh dấu đầu tiên cho chiến lược phát triển của Vinamilk nhằm mở rộng sứ mệnh chăm sóc người tiêu dùng cho giai đoạn phát triển mới. Thay đổi từ màu sắc đến kiểu dáng. Bộ nhận diện thương hiệu mới của Vinamilk thể hiện nguồn năng lượng mới, khát khao, mang lại giá trị mới, mạnh mẽ hơn, thể hiện bản sắc luôn là chính mình như tinh thần mới của thương hiệu sữa Việt Nam Vinamilk. Nhận diện mới của Vinamilk thể hiện sự khát vọng và sức trẻ của tinh thần Việt. Chúng tôi thiết kế lấy cảm hứng từ những câu chuyện lịch sử và nghệ thuật từ những tấm poster, tem hay áp phích ngày xưa. Từ đó có thể tạo ra những hình ảnh mới phát triển phù hợp với đối tượng khách hàng mới của Vinamilk. Từ nhà máy sữa bột trẻ em đầu tiên được khôi phục bằng năng lực kỹ thuật thuần Việt năm 1989, hành trình tới hiện tại là một hành trình đầy tự hào, truyền cảm hứng của một thương hiệu sữa Việt đến vị thế đáng kể trong ngành sữa thế giới. Tái định vị thương hiệu nó chỉ là bước đầu trong cái chiến lược của Vinamilk trong 5 năm tới, 10 năm tới. Giá trị thương hiệu không thay đổi, nhưng có cách làm thì chúng ta sẽ thay đổi. Cái mong đợi lần này của Vinamilk là thay đổi và thay đổi theo cái hướng là làm sao cho thương hiệu của Vinamilk táo bạo hơn, hiện đại hơn và kết nối trực tiếp nhanh hơn đối với người tiêu dùng. 47 năm phát triển, Vinamilk hiện đứng thứ 36 công ty sữa lớn nhất thế giới về doanh thu. Các sản phẩm của công ty đã xuất khẩu đi gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Để tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tới, Vinamilk sẽ tiếp tục đổi mới, ứng dụng chuyển đổi số trong kinh doanh, sử dụng nhân sự và quản trị quốc tế để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trong giai đoạn thời tiết khô hanh nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng đang ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Thực hiện công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương và chủ rừng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống cháy rừng tại các khu vực trọng điểm để giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra. Những ngày này, các tổ bảo vệ rừng cộng đồng tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cắt cử nhau luân phiên trực chốt, phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ xảy ra cháy rừng. Tại khu rừng gần 200 hectare trồng cây gỗ lớn của gia đình ông Thuận, nhiều ngày nay được bảo vệ nghiêm ngặt. Tất cả những nguy cơ xâm hại đến rừng đều được gia đình ông ngăn chặn từ xa. Nguy cơ cháy rừng rất là cao, nhưng bây giờ như chúng tôi mà để phòng cháy, phòng cháy rừng thì cũng chủ yếu là tuyên truyền bà con khi người ta đi rừng các thứ là cũng không nên nhóm lửa ở rừng, ở bìa rừng và hút thuốc, kể cả những cái tàn thuốc cũng có thể là xảy ra cháy rừng. Theo cảnh báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ, hiện nay nguy cơ cháy rừng đang ở cấp nguy hiểm và cấp cực kỳ nguy hiểm. Tại vườn quốc gia Xuân Sơn, trong thời gian này, lực lượng bảo vệ rừng trực 24/24 với 100% quân số, đồng thời thực hiện quy chế phối hợp cán bộ vườn phối hợp với lực lượng công an, tăng cường tuần tra tại các khu vực có nguy cơ cháy cao để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Khi có cái quy chế phối kết hợp giữa vườn quốc gia với công an, kiểm lâm với chính quyền địa phương thì nó rất là thuận lợi cho công việc của anh em ở địa bàn trong công tác tuần tra và kiểm tra rừng.
Trong quá trình tuần tra kiểm tra rừng mà phát hiện các vi phạm thì anh em địa bàn sẽ ngăn chặn kịp thời và lập hồ sơ ban đầu để bàn giao cho cơ quan chức năng. Tăng cường cái tuyên truyền, giáo dục đối với lại bà con nhân dân, đặc biệt là những cái vùng mà có nhiều rừng và đất lâm nghiệp, những cái nơi mà có nguy cơ cháy rừng cao, chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp phối hợp với đại lực lượng kiểm lâm, các cái lực lượng khác tăng cường cái thường trực, rồi cái tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý khi có cháy rừng xảy ra. Hiện nay đang là giai đoạn cao điểm của mùa nắng nóng, do đó nguy cơ cháy rừng rất cao. Chính vì vậy công tác phòng chống cháy rừng phải chủ động từ sớm từ xa. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc ngăn chặn nguy cơ dẫn đến cháy rừng. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra các trận đấu tứ kết và bán kết nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ trong khuôn khổ giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 41, tranh cúp Petro Việt Nam PVC FC năm 2023 với những trận cầu hết sức kịch tính và hấp dẫn. Ở vòng tứ kết thuộc nội dung đồng đội nam, đội Hà Nội 1 đã dễ dàng vượt qua Nguyễn Võ Quảng Ninh với tỷ số 3-0 để giành quyền vào bán kết. Những cái tên đi tiếp vào vòng bán kết gồm Quân đội 1, Hà Nội T1, Hải Dương Long Hải 1. Ở nội dung đồng đội nữ không có quá nhiều bất ngờ khi các đội mạnh là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội T, Công an Nhân dân và Hải Dương Long Hải 1 đều giành quyền vào bán kết khi vượt qua các đối thủ Tiền Giang, Quân đội 1, Quân đội 2 và Tây Ninh. Tối nay, trận bán kết 1 nội dung đồng đội nam là cuộc đấu tranh căng thẳng giữa các tay vợt của Hải Dương, Long Hải 1 và đội Hà Nội T1. Tiếp đã hưng phấn sau khi giành chiến thắng tương đối dễ dàng ở vòng tứ kết. Hà Nội T1 đã khép lại trận bán kết với tỷ số 3-0. Hà Nội 1 đã vượt qua Quân đội 1 với tỷ số 3-0 trong trận bán kết còn lại để gặp Hà Nội T1 ở trận đấu cuối cùng. Còn ở nội dung đồng đội nữ, đội bóng sở hữu các tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã dễ dàng vượt qua đối thủ Hà Nội T với tỷ số 3-0 để vào chung kết gặp đội thắng còn lại trong trận giữa Công an Nhân dân và Hải Dương Long Hải 1. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.